đi này test cho anh khách tên là Trường ở thị xã Uông Bí, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Còn đông ly này là một mẫu ly giải mã 7.1, có nghĩa là ngoài việc đánh hai đôi loa AB cộng B, nó có thể lắp các cái đôi loa phụ, đó là loa surround back, center, loa xúc điện tạo thành bộ âm thanh 3D. Còn khi nghe nhạc thì anh em để chế độ strain hoặc là sustain. Ở đây anh em đang nghe thấy nó lào xào này, bởi vì nó đang ở chế độ âm thanh vòm. Âm thanh vòm thì nó có rất nhiều hệ âm thanh. Đó, bấm vào đây. Anh em có thể chuyển sang chế độ sustain hay còn gọi là strain này. Chế độ chuyên dành để nghe nhạc analog, nhạc tiếng. Với mẫu đi đời cao nó có nhiều tính năng thì anh em sử dụng đúng cách thì nó sẽ ra chất lượng âm thanh hay. Đây là đường tín hiệu vào. Ở đây tôi đang chạy đường quang thì tôi sẽ để cái nút vặn này gạch chân ở dưới quang. Và khi nó chạy quang nó hiện chữ PCM ở đây. Điện 100V. Bát chép thì anh em bấm vào đây. Bấm vào control. Tăng giảm. Bấm tiếp cái nữa ra bát. Nếu mà anh em cắm analog bằng dây AV này thì có thể cắm vào lỗ CD, sau đó anh em vặn vào CD nó sẽ ra tiếng. Đó. Như đây tôi không cắm nên tôi không vặn, bởi vì hôm nọ là không test đường quang khi đăng lên nên là hôm nay test lại đường quang trước khi đóng gói. Đánh hai đôi loa thì anh em bấm vào chữ B này. Hiện chữ A, B, nghĩa là đánh hai đôi liền. Còn không chạy loa thì bấm ra. Đó, okay. Rất dễ sử dụng thôi. Con này bên trong rất mới luôn. Nguồn anh em có thể thấy đây. Mới lắm. Còn bên ngoài thì phải có xước sát theo thời gian, không tránh khỏi. Quan trọng là hàng vải zin. Loa trên loa A, loa dưới B, surround, surround back và center. Series của nó là 5144QS 245W lắp ráp tại Malaysia. Những mẫu đời cao này thì thường nó sẽ phải đứng thứ hai, thứ ba, đó là điều hiển nhiên luôn. Trừ khi những mẫu âm ly cổ sản xuất những năm 7 mấy thì nó sẽ tại Nhật. Tôi đang chạy đường quang vào DVD lỗ số 3. Anh em có thể cắm analog vào CD đó. Mình cắm đường nào mình sẽ phải vặn input ở đằng trước đường đó. Đơn giản như vậy thôi. Cũng có thể ghép vang hát karaoke. Hôm nay gói hai con, một con đi Uông Bí, còn một con vào Trơn Thành, Quảng Ninh. Trơn Thành, Bình Phước chứ. Hết nha. Ok, xin cảm ơn.